Rồi mình xin chào các bạn. Chào à. Hết hồn, tự nhiên em chào nghe ông bòi vậy. Nè. Đây là con gầy nè. Đây là trái miếng cầu gai. Con bò của anh hai nó kêu. Đây là cái bông của nó là bông miếng cầu. Cái này ra bông nhiều ạ. Bữa nay nó dạng thật luôn. Hay là dứa hôm nay là hay là dứa vô nấu chè chứ không phải là hai miếng cầu gai vô ăn. Chị nấu. Tình cờ phát hiện trái miếng cầu gai. Con nu với con du nó chạy theo. Theo chị ra cưng. Nghe bé Nguyên ôm dừa khô ngủ nha. Không phải dừa khô bình thường đâu. Đó là một trái dừa sáp. Dừa sáp hôm thầy hôm bữa ăn á. Thầy lúc trước á. Đây mình rửa xong rồi mình cắt nhuyễn ra. Xong rồi mình xay, dắt lấy nước. Là màu xanh đó. Màu xanh. Bây giờ dừa màu xanh, mình sẽ làm cái dừa màu xanh. Cái dừa nào màu xanh? Chè này á. Dừa khô màu xám đỏ mà. Hồi em nắng nó trái dừa. Cái dừa con. Đâm cái gì vậy? Khoai lang. Cái bột nó mềm. Tùy mình thôi, muốn ăn dai á thì bột năng khẩu cần khoai lang lấy trùng. Còn mình á thì pha khoai lang vô. Cho nó mềm mà. Cho nó mềm. Nó mềm nó dẻo nó dễ ăn hơn bột bột năng không á nó dai lắm. Như bột. Cái này là bột năng pha khoai lang. Dạ mình bỏ vô khoảng nửa ký. Nửa ký bột. Nó đâu nửa ký nè. Mua nửa ký mà xài không hả? Vậy 250g hả? Vậy là có 250g bột mà làm ít nước tăng à. Tại nay không có đông người. Cái này giống như làm chè thạch khoai lang không đúng không? Đúng. Mình làm khoai lang nhiều thì nó càng mềm. Khoai lang ít thì nó dai. Là món chè này hơi bị mắc tiền. Cái dừa này có mấy ngàn, 5.000 bạc à. Cái dừa khô bình thường á. Cái dừa khô bình thường của ba nhà bán có 5.000 bạc à. Mua cái này tới 250. Cái này nó mắc gấp 50 lần hả? Ôi khô quá rồi. Cái gì sáp này á, mình mua không có ngay chỗ. Tại vì ăn có một trái mà chạy tới cầu kè thì nó cách tới mấy chục cây số xa quá. Cho nên cái này mua người ta mua đi bán lại cho nên giá nó hơi mắc. Giá từ 180
Ở đây người ta bán từ 150 tới 250 một trái, tùy theo loại. Loại nhất, loại nhì, loại ba gì tùm lum cho. Bự dữ vậy. Trái dừa khô. Tin thật, tin được không? Trái dừa khô 250. Tại cái loại này người ta trùng trồng cũng cái dùng ít thôi. Một cây nó cũng đâu được nhiêu trái sáp đâu. Không, người ta cái cây mà người ta trồng cái giống trực tiếp, cái giống mà trực tiếp từ trong cái chỗ nó bán ra thì trái nào cũng là sáp, còn mấy dừa sáp tự nhiên xưa ở Trà Vinh đó thì một buồng á nó có chuyện trái hai trái sáp à. Hình như là bữa hổm nghe ai nói là mua ở trong cái chỗ mà khoa nông nghiệp gì trường đại học Trà Vinh gì á. Còn cái trái dừa sáp này mình để là nó không bao giờ nó mọc mộng được. Chừng nào mà cái dừa sáp tự nhiên mà một buồng có một hai trái sáp á thì cái đó mình phải lấy cái trái không sáp á mình trồng lên nó mới mọc được. Còn trái mà nó sáp là trồng nó không lên mọng. Vậy là cây đó nó không có sáp đặt đó. Hồi đó nhớ đó ông nội anh trồng nữa mà trồng không có trái. Không trái hả? Không. Trồng bự chẻn luôn mà không có trái. Vậy là cây dừa đực rồi. Còn hồi mình sẽ đập ra một trái dừa khô bình thường để mình vắt nước cốt với một trái dừa này cho các bạn xem nha. Nhớ hôm nào anh mua trái dừa sáp về đây lột bay lớn đây nè. Sao trái này gì cũng rẻ mà. Trái đó cũng 150 rồi. Cái đó loại ba loại gì mà cũng ngon vậy. Cái đó là sáp sáp dẻo, con này là sáp đặc nè. Các bạn biết sao phân biệt được cái dừa sáp mà ở trong nó sáp nhiều không? Là khi mình lắc á, cái trái dừa sáp mà nó sáp dẻo là ở trong nó sáp, nó không có sáp nhiều, cái cơm nó chỉ dẻo thôi, còn cái nước nó cũng hơi lỏng. Khi mình lắc á là mình nghe nước nó ốc ách. Còn cái trái mà sắp đặt mình lắc là không nghe kêu gì luôn. Lắc nó không kêu gì hết. Không kêu gì. Với lại cái nước của nó trong nó dẻo nhẹo à. Nó không có lỏng. Cái này hồi lúc trước chị làm kem mà ăn à. Phải không ạ? Cái mặn. Hồi lúc trước cha chặt thì cha làm kem cho con ăn à. Phải không? Cái mộng chà bá lửa luôn. Có mộng hả? Có mộng. Trái của chị á. À. Trái nhỏ xíu mà cái mộng rồi kìa. Cái mộng nó có gì có mỡ chứ. Thôi vắt miếng nước cốt dừa. Còn cái này chặt ra. Trái này em chặt cái em nghiêng ra liền nha. À cái này nó khác với trái dừa kia tròn, còn này dẹp lép à. Nó có cái bụng chứ nó không có cái đầu với cái đít. Sao mà tay em hồi hộp. Nó các bạn thấy chưa,
thấy chưa. Rồi cái nước nó kẹo rồi nè, như mạch nha vậy đó. Hai. Trời ơi, cái này múc cái này hấp chắc ngon dữ lắm. Đâu là nhát à. Thôi dạ. Thôi. Em dắt nước cốt dừa, em bỏ cái nước này vô trong nước cốt dừa nè, ăn họ bỏ chè vô. Có bị hư không? Không có hư trời. Hay làm hết hồn. Hết hồn hết vía. Rồi à. Cho vô bình thường nè. Có nhiều đây mà 250 đi hả trời. Còn tính ra nó bự gấp hai lần cái này á. Xong. Ừ, 250 ngàn. Con thử con miếng coi. Nhạt nhách chứ gì đâu. Trái này khô quá rồi. Nó lạc chứ nó không có ngọt. Mà điều nó dẻo. Tại vì nó có những chỗ nó lành sền lên, nó phù lên nè. Ừ. Chứ nó không có đều nhau như dừa mình. Rồi nó lền cái nước nè. Dẻo, dữ dính găng luôn á. Nó không dẻo mà nó thơm. Có nhiều đây mà. Nó mạch nha, nó kẹo. Cái dừa này hơi cũ rồi. Hơi cũ rồi. Cái gáo nó bị ấy, nó cũ hơn. Nó hơi, cái gáo nó hơi, hơi có mùi. Nhẹ. Cái này giống như kem. Nó như hồ hả mà. Ừ, giống như keo vậy đó. Dạ mình coi mấy cái chè Thái Lan đó bắt trước rồi nấu thử ăn thế nào. Trái dừa này mình mua phải cái trái dừa nó hơi cũ, nó không được ngon lắm. Mình sẽ gọt bỏ cái phần mà dính vô cái gáo nè, gọt cái phần đen đó đi, xong rồi giờ mình sẽ xắt hạt lựu. Mình sẽ xắt hạt lựu. Này gọi là chè dừa Thái hả? Chè dừa sáp. Chè dừa sáp Thái hả? Sao lại sắp đặt? Con nắng không được cái cuốn thì con làm cái tròn tròn bao quanh cái này thôi. Hoặc là làm vậy thôi cũng được nữa, hỏi nhân cái cuốn nhỏ, chính nhân cuốn nhỏ nha. Đây là cái nước ở đây. Cái kẹo hiểu không? Làm viên tròn rồi cái nắng cục tròn cái đắp lên cái lấy cái tâm quẹt gì nè cho nó ra ra cái tia bông là được rồi. Con hỏi ấy nha. Con hỏi làm cái cuốn. Cái nước nó kẹo vậy đó.
cái mùi nó rất là thơm và béo, nhưng mà ăn vô nó hơi lạc hơn cái dừa thường bình thường, cho nên cái này mình ăn mình vậy sinh tố á, bỏ sữa, bỏ tí cà phê nhẹ vô, nước đá vô rất là ngon. Bánh tô á, bánh tô này là có cuốn, con làm tròn cái con bóp nhẹ xuống một cái nha, đừng nó bóp quá, để con tròn thì làm bóp nhẹ xuống một cái ịnh rồi. À cười mặt siêu nhân đó, tụi con không làm cái cuốn được thì vậy thôi nè hắn đó, vậy là xong rồi, lấy cái đũa nhấn vòng tròn cái vô xong. Chính thì quả vẫn cục xanh lè. Chà, ngọt. Ngọt. Chà, con làm mới ngon à. Mẹ ơi, như nào á, nấu xong á, ai thấy cái này là nấu con nguyên bánh mì ngô. Trời, nguyên bánh mì ngô cũng đẹp quá vậy. Nắng đi. Cái nào mà muốn nắng gì nắng nha. Nắng gì không luôn. Hôm nay nhà mình nấu chè mua đen quá các bạn ơi. À, cái nhỏ chưa. Làm cho nó giống luôn. Em thích ăn măng cụt, em bán cho dừa sao khỏi ra chứ măng cụt là sao. Cái măng cụt hả? Em bán cho dừa, anh đi ra mấy đứa nào mang cái măng cụt. Ủa thì là nãy giờ cho mình là cái dừa. Con nắng là cái gì vậy? Con nắng là chín phẩm. Thôi con không biết con cái này cái gì nữa. Cũng đẹp lắm chứ bộ à. Ừ. Siêu tài nhí luôn á. Cái đũa. Siêu tài lắm. Ơi cái đũa đâu rồi? Nè. Hồi khô. Hồi nãy giờ gió hoài hay khô queo á. Em bỏ nước vô mới được. Nó đây. Tắt thì nó được. Mắt cái quạt hơi ghê kìa. Anh thổi ngang á, nó đâu có khô, bọn trên đây hơi xuống rồi. Con trên nắng kìa hai. Nè. Nó có màu vậy nè, thấy không? Đẹp chỉ ta, cái đó giống cái cà thấy mẹ. Làm 5 muối thôi. Cái anh biết cái gì không anh? Cái dừa. Đó anh hai cái măng cụt. Nãy giờ Thắng nó cũng măng cụt. Thôi nắng trái dừa rồi cho nó nhanh. Chị em là người siêu tài. Siêu gì? Siêu tài. Siêu tài hả? Trời. Con nắm hồ nó sức cuốn hết trơn nè. Trái măng cụt rõ ràng không trái dừa. Chà, hồi nãy chị Nhi nắng lên mặt cười á. Chà dừa sáp mà nắng trái măng cụt hả? Đang mùa măng cụt, ăn trái măng cụt. Bây giờ thì mình đi luộc dừa, các bạn có ăn dừa luộc bao giờ chưa? Thì đây chính là dừa luộc. Ha, sức cuốn này kìa. Dừa luộc sức cuốn hết, bởi vì không phải làm cuốn này. Làm trái dừa u cho nó xong. Để
em rơ cái rụng rụng me hết. Rồi luộc chừng nào nó gã hết là thành công các bạn ơi. Khi mà dừa nó nổi lên cũng có nghĩa là dừa khô, mà dừa khô có nghĩa là dừa chín. Sao dừa chín ta lại gọi là dừa khô. Chừng không chín ăn cái rễ răng à. Tại vì lớp bột mình áo ngoài nó cũng mỏng thôi, còn cái cục bự chứ nhiều khi là cái nhân nó bự á. Dừa chưa có khô mà dừa xanh lè mà thôi, dừa chín ta. Cái đè, cái cưng không? Giờ chị Hai dắt miếng nước cốt để mang với chè đây. Nhìn giống cái trái gì? Cái táo. Táo xanh nè. Ừ, nó giống như cái táo. Mình bỏ vô bột đó, bỏ vô nước cốt dừa một tí xíu bột năng hoặc là bột bắp. Tí vô cho nó có hơi lạnh lên chút. Mình làm cho nó lên nhẹ thôi. Cái này phải làm nhiều màu nó mới đẹp đúng không? Ừ. Được màu, phải có được màu gì? Đậu biếc không đấy ha? Cái màu lá cẩm nữa, ba màu á. Rồi bỏ một miếng đường, miếng muối với lại cái nước vừa sáp nãy kẹo kẹo mình bỏ vô cái nước cốt bắt lên quậy luôn. Ăn hồi chè ghim luôn. Chị có bỏ số quần áo luôn chưa? Đó đây rồi. Cái này tôi gọi là trái dừa sáp tí hon. Cái món này gọi là dừa sáp tấm trắng. Rồi vậy là thôi hả? Hồi ăn nóng ăn, anh ăn nước đá. Trời nóng này ăn nóng. Cái này bột năng với lại khoai lang á, mình bỏ vô nước đá hồi là nó cứng rồi à. Ừ, nó dẻo nó cứng lại. Mà mới mình hồi nó nguội. Bỏ vô mình ăn liền á thì nó được. Cho nên cái này mình ăn nóng nha. Nếu mà ăn lạnh thì phải ăn nhanh lên thôi, nó cứng bột. Rồi như vậy là chúng ta đã có một nồi chè dừa sáp. Chè dừa sáp thái. Xong rồi mình nạo dừa sáp mình ăn luôn. Đừng em đừng múc nước nữa. Ăn cái dâu quân thắng.
Trái dâu của anh Thắng là trái này nè. Một tháng này múc cho anh Thắng đi. Tại vì vừa sáp này á nó hơi lạc lạc. Nay chai nước tốt vô đây, mấy hai chai nước tốt vô nè. Cho nên ăn thử đi rồi được thì múc thêm. Chào thử ăn ngon không? Mời cả nhà ăn chè nha. Mẹ cháu của má hai đâu phải không? Cháu của má hai đang mang cháu. Chung đâu? Mời cả nhà ăn chè dừa sáp Thái. Thôi nó thổi thì thổi rồi ăn. Dẻo dẻo dai dai hả? Dẻo dai ngon không? Bản thân cho dừa sáp nó lạc nhưng mà ăn kèm với lại sữa, đường hoặc là nước cốt, đường thì nó sẽ ngon. Ăn ngon hơn nước đá không? Ngon lắm. Dai cắt ở trong bên cột thịt sát đó mà nó dễ lắm kìa. Đây chính là cái dâu Quỳnh Thắng rồi nó. Dâu Quỳnh Thắng mới nặng dâu rồi. Dâu Quỳnh Thắng à. Thêm miếng nước cốt mà luôn rồi ha. Này nước cốt dễ không? Cắt vô mẹ. Cái mềm mà cái dây nó tưng. Cái mềm mà nó dẻo mà nó độ nó như là nó phao phao. Nó độ giòn. Nó độ giòn. Không uống công tốn 250. Ngon thiệt chứ không phải mình nó chơi á, ngon thiệt á. Không uống công tốn 250 hả? Ừ. 250 này ăn xứng đáng chứ không có ổn. Một chén như vậy là 50.000 đó. Cái nước ngon chị biết sao không? Hồi nãy cái nước vừa dẻo dẻo dẻo, dẻo bỏ vô nè. Cái nước cốt của nó khác với cái nước cốt bình thường nữa. Cứ phao phao nữa ha. Cái ăn ngay miếng dừa nó dẻo dẻo. Bột thì nó dai dai. Cái này chắc chắn dai lắm rồi. Đâu? Ừ. Miếng lửa hay quá. Lửa cái gì? Hay cá dai lắm. Cá luôn. Hay sao? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem món chè này nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye. Bye bye. Nay bà ngoại máy bay rồi.